Và là mỗi một cơ đốc nhân, chúng ta là một cái lời chứng sống cho Chúa trên đất này. Amen. Lúc nãy ông chú này có nói tôi sao mà thấy lời cầu nguyện xin Chúa ban phước trên tài chính. Hùng ơi, bạn nhỏ xuống xíu nè em. Bạn nhỏ này xuống nó sẽ bớt bị vọng rồi, cho nên nó vọng lắm. Ok. Thì tại sao khi tôi cứ nghe ông chú này hỏi tôi sao mình hay cầu nguyện xin Chúa ban phước trên tài chính. Chúng ta để ý chủ đề hôm nay là gì? Nhân bội là gì? Là gì? Nhân bội là cái gì? Là phải gấp. Không phải là một lần, phải là nhiều lần. Và đó là gì? Là mạng lệnh của Chúa. Hãy nói với người bên trái, bên phải, đằng trước, đằng sau: nhân bội là mạng lệnh của Chúa. Nhân bội là mạng lệnh của Chúa. Amen không ạ? Amen không ạ? Amen. Nhân bội là mạng lệnh của Chúa. Vậy thì ai có Kinh Thánh vui lòng mở ra Sáng Thế Ký đoạn 1 từ câu số 26 đến câu số 28. Sáng Thế Ký đoạn 1 từ câu 26 đến câu số 28. Tôi sẽ đọc bản truyền thống. Đức Chúa Trời phán rằng: chúng ta hãy làm nên loài người theo như hình bóng của chúng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật và loài côn trùng bò trên đất và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình của Ngài. Ngài dựng loài người giống như... giống ai? À, Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: hãy sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất, hãy làm cho đất phục tùng, hãy cai trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Nguyện Chúa ban phước trên lời của Ngài. Thường thì tôi khi soạn bài giảng và tôi học Kinh Thánh, tôi hay học bằng tiếng Anh và bản gốc của cái bản Kinh Thánh. Tại sao là như vậy? Bây giờ nói theo kiểu của người Bắc mà nói ở trong miền Nam thì tôi đảm bảo quý vị sẽ có một số cụm từ người Bắc hoặc là người Trung họ dùng mà người Nam không hiểu, mặc dù cùng là tiếng Việt. Đồng ý không? Và có một điều đó là tôi cũng muốn lưu ý với lại mọi người, đó là ví dụ như trong bản Kinh Thánh này, cái chữ Đức Chúa Trời là nói chung chung, nhưng mà cái bản gốc đó là gì? Elohim. Elohim có nghĩa là gì? Tôi sẽ đi tẻ ra ngoài một xíu trước khi mình quay lại bài giảng, bởi vì nó liên quan đến vấn đề đó là ngày hôm nay đang rộ lên vấn đề đó là Chúa Giêsu không có thân vị của một Theos. Ok. Vậy thì tôi muốn đi tẻ ra mà tại sao? Bởi vì nó rất là quan trọng. Chúng ta phải hiểu được cái thần mình đang thờ là ai. Amen không ạ? Vậy thì cái danh xưng của cái thần mình đang thờ ở đây là gì? Elohim. Quay lại, chúng ta thấy là mạng lệnh của Đức Chúa Trời đó là đầu tiên cho con người đó là nhân bội. Vậy thì điều đầu tiên chúng ta học được ở đây là gì? Thứ nhất, đó là Đức Chúa Trời Ngài đã cho chúng ta quyền cai trị. Đúng không? Điều đầu tiên đó là Đức Chúa Trời đã cho chúng ta quyền cai trị rồi. Ok. Và khi con người phạm tội thì mình đưa cái quyền đó cho ai? Ma quỷ. Và rồi biết bao nhiêu năm, biết bao nhiêu thế hệ, biết bao nhiêu con người Đức Chúa Trời sử dụng vẫn thất bại, cuối cùng một con người duy nhất thành công, và con người đó đã lấy lại cái quyền đó và
trao cho chúng ta. Đó là Yeshua hay là Chúa Giêsu. Quay lại, vậy thì trả lời cái câu hỏi của ông chú này, nó có hai cái phần. Một câu hỏi thì thường thì tôi hay phân tích ra nhiều, đó là gì? Tại sao mình hay xin Chúa ban phước trên tài chính? Cá nhân tôi, tất nhiên không phải lúc nào tôi cũng xin Chúa. Ok, đây là cá nhân tôi. Nhưng mà nhiều lúc là cảm ơn Chúa, bởi vì Ngài biết được nhu cầu của con. Nếu như Ngài muốn con đi thì Ngài sẽ phải mở đường. Thật sự kỳ vừa rồi, tuần trước khi tôi ra ngoài Thanh Hóa thì các mục sư ngoài đó nhắn tin tôi: mục sư ơi, bây giờ ngoài đây còn có 5 độ. Tôi nói: ồ, 5 độ hả? Để cầu nguyện. Và cảm ơn Chúa, Chúa cho ấm hơn bao nhiêu? 9 độ. Có nghĩa là gì? Thật sự thì nhiều lúc mình phải tự biết được lúc nào mình nên xin và lúc nào mình nên cảm ơn Chúa, bởi vì Ngài biết được nhu cầu của mình. Là con cái, Chúa đã cho chúng ta rồi. Và nên nhớ trong câu số 26, Chúa dựng nên gì? Chim trên trời, cá dưới biển, mọi vật trên đất. Và nếu như chúng ta mà có hay xem National Geographic, đó là cái kênh về thế giới, và bên dưới đất này á, nó còn nhiều loài côn trùng nữa. Và bên dưới đất này còn gì nữa? Chúng ta hay đeo bông tai là cái gì? Trên cái chiếc nhẫn mình có cái gì màu trắng trắng? Kim cương. Rồi chúng ta có biết là trong những cái tảng đá, tôi có được một con gái, hiện tại thì ngày 2 tháng 2 là sinh nhật, là bắt đầu 6 tuổi, và tôi gọi ở nhà là Ruby. Bởi vì cái loại Ruby đó là một cái loại rất là hiếm và khó khai thác. Để mà lấy được cái viên đá Ruby đó, thì tôi xem được đoạn video clip đó, và họ phải đi lên Bắc Cực. Từ cái điểm mà chiếc tàu thả họ lên bờ, và họ phải đi bộ, đem dụng cụ, đồ ăn, thức uống, tất cả mọi thứ, đi 12 tiếng tới 15 tiếng mới tới nơi. Và rồi gì? Dùng cưa, dùng đá, dùng búa đó mà đập lấy những cái viên đá đó ra. Có nghĩa là gì? Chúa đã dựng nên tất cả mọi loài vạn vật, bao gồm mọi thứ, và Chúa ngày giao cho ai? Giao cho chúng ta. Sáng nay tôi có đăng cái status đó là gì? Nếu như những gì mà Chúa cho chúng ta mà mình chưa quản lý tốt, thì mình có nghĩa là Chúa cho mình thêm không? Là cha là mẹ, con mình mới 10 tuổi, có bao giờ mình đưa chìa khóa xe Honda cho nó chạy không? Cũng y như vậy. Quay lại chúng ta, mình tin Chúa bao nhiêu năm rồi? Bây giờ chuẩn bị trả giá ngược lại. Chú ơi, con tin Chúa nhưng mà còn yếu đuối. Nhưng mà kể từ lúc mạnh mẽ mới được 3 tháng, mới được 2 năm. Không, cái vấn đề là khi chúng ta mình tin Chúa, thời điểm đó Đức Thánh Linh báp têm mình vào trong thân thể của Đấng Christ, và rồi mình nhận được tất cả mọi lời hứa của Chúa cho Abraham, nó thuộc về mình. Đúng không? Như vậy tất cả mọi lời hứa đó bao gồm lời hứa ngay từ ban đầu không? Cả trái đất này, tất cả mọi thứ Chúa dựng nên trong quả địa cầu này, Chúa đã cho mình rồi. Amen không ạ? Vậy thì mình có quyền trên nó không? Vậy thì mỗi sáng thức dậy, trong danh Chúa Giêsu, tài chính từ phương Bắc, phương Đông, phương Nam, phương Tây phải chạy đến tài khoản của con. Có tin không? Người cười. Amen không? Tôi luôn luôn dạy con tôi là: Chúa ơi, xin Ngài cung ứng gì? Khi tôi bỏ lỡ cái chữ cung ứng, con gái tôi tự động nói tài chính. Có nghĩa là mình phải tập thành một cái thói quen. Tại sao? Tiền bạc, sức khỏe, mọi nhu cầu để mà đáp ứng cho cuộc sống đời thường của mình. Chúa biết không cô? Chúa có biết không? Và Chúa đã cho tất cả mọi thứ rồi. Quay lại, mình đã sử dụng nó đúng theo ý muốn của người chủ chưa?
Ngày hôm nay mình có quản lý tốt cái sức khỏe mà Chúa cho mình chưa? Mình có quản lý thời gian mà Chúa cho mình cách hiệu quả chưa? Vậy thì đừng mong ông chủ trả lương. Nên nhớ, người Việt Nam mình có câu lương ít hơn là thưởng. Amen không ạ? Vậy thì bây giờ quay lại, cái điều đầu tiên là Chúa đã cho mình cái quyền. Và nếu chúng ta đọc xuyên suốt từ sáng tới ký cho đến hết luôn cả Khải Huyền, Chúa nói chung gọi mình là ai, vào cái vai trò nào, là người đầy tớ, là người quản gia, phải làm nó lợi ra. Nên nhiều lúc tôi đọc báo và tôi thấy là người ta nói bây giờ con người mình đang khám phá sao Hỏa, để rồi có thể đến năm 2100. Tại sao con người sẽ di chuyển đến sao Hỏa ở? Tại sao phải di chuyển đến sao Hỏa ở? Bởi vì trái đất nó ô nhiễm, con người tàn phá nó quá rồi, đúng không? Những năm gần đây Việt Nam mình trải qua những, đặc biệt là trong năm 2020, bão gọi là gì, không kịp vuốt mặt luôn. Cơn này chưa đi, cơn khác đã xếp hàng đứng trước cửa. Và nó cứ như thế. Tại sao? Bởi vì con người mình không biết quản lý những gì Chúa cho. Vậy thì điều đầu tiên mà chúng ta mình học từ ông vua Salomon đó là gì? Chúa ơi, cho con sự khôn ngoan để con quản trị. Amen không? Có những người họ nói gì? Ở mục sư ơi, bây giờ tôi còn đang nợ. Bây giờ lương của tôi chỉ có 20 triệu một tháng, phải chi nhà thuê, phải chi cho điện nước, phải cho con học, phải này, phải kia là lễ nghi. Mà bây giờ nếu tôi trích ra 1 phần 10 là chỉ còn có 18 triệu. Đối với tôi 1 phần 10 là thuế. Bây giờ còn 18 triệu thì hụt cái này, hụt cái kia, thiếu cái nọ. Quý vị biết tôi hỏi gì không? Nếu như Chúa không bảo vệ mình, tại sao Chúa không bảo vệ mình? Đơn giản, bởi vì mình ăn cắp. Chỗ nào? Malachi. Và ăn cắp là để mở cửa cho ma quỷ nó bước vô. Mà mở cửa để ăn trộm nó vô, là hốt đồ rồi nhà ráng chịu. Sức khỏe nè, lục đục gia đình nè, đủ kiểu. Tại ai? Không phải tại Chúa, mà là tại mình. Mình không quản trị tốt. Xin lỗi nha, 2 triệu mà không nộp cho Chúa thì đừng mong Chúa ơi, khi mà Ngài cho con 200 triệu, con sẽ nộp cho Chúa 20 triệu. Mơ. Quên đi. Mới có 20 triệu với những gì hiện tại Chúa cho mình mà chưa quản lý được. Chúa bảo mình gì? Quản trị. Chúa đã cho mình cái quyền. Ở nhà, chúng ta là cha là mẹ, mình có quyền trên con mình. Mình có quyền muốn ngủ, muốn đi, muốn làm gì làm. Vậy thì với những gì Chúa đã trao cho mình quản lý, mình quản lý tốt chưa? Vì vậy ở người đời, đặc biệt kỳ vừa rồi, ai có mặt ở kỳ Bộ Linh vừa rồi có gặp anh Khải Huỳnh, cái anh đầu trọc lóc á, nhớ không? Ảnh là nằm trong cái ban là tư vấn hay là cố vấn cho mục sư nổi tiếng trên thế giới, nổi tiếng về cái môn gì? Lãnh đạo. Và rất nhiều chính phủ vui lòng kiểm tra tiếng điện thoại nha. Rất nhiều công ty, quốc gia và những cái tổ chức khác nhau mời ông mục sư này tới để dạy cái gì? Về quản lý. Quý vị, để mà nghe ông mục sư John Maxwell đó, ổng đã tới Việt Nam rồi, để mà ngồi nghe ổng dạy á, biết bao nhiêu tiền không? Một buổi hay là một ngày gì đó 4 triệu. Mà xin thưa, ổng lấy từ đâu dạy? Kinh Thánh. Quý vị có bao giờ nghe giảng xong về nhà đi làm giàu, có phải trả tiền cho mục sư 4 triệu một buổi không? Chưa. Thì bây giờ đơn giản, mục sư dạy Kinh Thánh, ai cũng có Kinh Thánh ở nhà.
Vậy tại sao mình không tự đào sâu lời Chúa đi? Chúa ơi, xin Ngài, Thánh Linh Ngài dạy con để con khám phá lời Ngài. Amen không? Mình phải biết quản lý một cách tốt những gì mà Chúa đã cho mình. Quay lại một trong những cái câu chuyện của bóng đá Việt Nam, nó ấn tượng rất sâu đậm đối với tôi. Đó là khi ông Bầu Đức, ông mua cầu thủ Kiatisak cách đây mười mấy năm, đúng không? Bây giờ Kiatisak là huấn luyện viên của Hoàng Gia Lai. Và thời điểm đó ổng vì cái lòng tự ái Việt Nam mình đó, Việt Nam tao phải thắng mày, Thái Lan. Thế là để mà Hoàng Gia Lai thời điểm đó là chưa có phải là giải hạng nhất đâu, còn thấp nữa, và ổng mua cầu thủ Kiatisak là giỏi nhất của Đông Nam Á. Kiatisak hỏi một câu: ông có đủ tiền trả lương được không? Ông Bầu Đức không cần làm gì đó, ổng đưa hợp đồng, ổng ký tên hết, ổng nói muốn lương bao nhiêu điền vô. Ở điền Kiatisak điền lương vô, alo một phát về nhà, 2 năm tiền lương, thời điểm cách đây 10 năm 11 năm, quý vị biết bao nhiêu tiền không? 7 triệu đô la. Một phát. Tại sao? Ông có quyền, ông có tiền. Thích là nhích. Đơn giản là vậy. Đối với mình ngày hôm nay quay lại, mình có sức khỏe. Thật sự hôm qua tới giờ tôi cầu nguyện nhiều lắm: Chúa ơi, giờ ngày mai có... chẳng thà ở nhà mà bị tắt tiếng không sao, đi đứng lên giảng giữa buổi là ác rồi tắt tiếng luôn sao. Trong danh Chúa Giêsu, con phải khỏe mạnh, con phải được thông cổ. Amen. Amen. Quay lại thì khi ông Bầu Đức, ông bắt đầu mới lên chiến lược, và ông đi gặp ông huấn luyện viên Arsene Wenger, là huấn luyện viên của Arsenal. Ông huấn luyện viên Arsenal không nói gì. Cái cách đơn giản nhất là về đầu tư cho thế hệ kế đến. Về nhà ông đốn sạch luôn 10-15 hectare cao su, và ông đầu tư không biết bao nhiêu tiền của. Và mới đây chúng ta biết thế hệ của Công Phượng, rồi Văn Toàn, rồi Tuấn Anh này kia đó, đó thì đó là cái kết quả của ổng. Nhưng mà mới đây cái chiến lược của họ còn dài hơn. Ổng nói gì? Quý vị nghĩ đi, 1.000 đồng nó to không? Tôi nghĩ bây giờ tôi xin mỗi người 1.000 ai cũng cho, đúng không? Bây giờ tôi xin mỗi ngày 1.000 đồng, quý vị cho không? Cho không? Có một người cho à? Tại sao? Tại tất nhiên tiền Việt chứ. Ai mà xin một ngày mỗi ngày tiền đô, tiền đâu cho, đúng không? Và đối với những người họ có chiến lược, ông Bầu Đức ông nói gì? Tôi sẽ mở ra 10.000 quán cà phê. Bây giờ lên Google 10.000 quán cà phê nha. Và lên Google chúng ta tìm đi, quán cà phê ông Bầu. Họ đặt mục tiêu đó là gì? Họ sẽ mở ra 10.000 quán cà phê. Và tôi không biết họ tính như thế nào, mỗi một ngày bán bao nhiêu ly cà phê. Nhưng mà gì? Chỉ cần mỗi một ly cà phê, ông Bầu Đức và ông gọi là, và ông Nguyễn ông Bầu Thắng là chủ tịch của gạch Đồng Tâm Long An đó, hai ông này chung vốn đầu tư cho 10.000 quán cà phê. Và họ nói là mỗi một ly cà phê bán được từ 10.000 quán cà phê này, mỗi một ly họ trích ra 1.000 đồng. Quý vị biết bao nhiêu, tính ra được một năm họ thu bao nhiêu tiền không? Nãy tôi bấm tôi quên mất tiêu rồi. Tại vì tiền đô là 15 triệu đô la. À, tiền Việt đây 345 tỷ. Chỉ có 1.000 đồng. 1.000 đồng. 1.000 đồng. Khi cô mua một ly cà phê, khi chị mua một ly cà phê, khi chú mua một ly cà phê, là chú đã tự động cái tiền lợi nhuận, thay vì ông Bầu Đức ông bỏ túi, ông bỏ ra 1.000 vô quỹ. Một năm 345 tỷ. Đó đơn giản thôi, mới là con người thôi. Bầu Đức cũng chỉ là con người. Vậy thì huống chi đối với Đức Chúa Trời.
Ngài đã cho mình cái quyền để quản trị mọi thứ. Ngày hôm nay cái bông tai này có phải của Chúa không? Dây chuyền này có phải của Chúa không? Tiền này có phải của Chúa không? Chúa ơi, xin Chúa cho con sự khôn ngoan để con quản trị nó. Amen. Cá nhân tôi khi tôi mua cái gì đó tôi đắn đo lắm. Sáng nay vợ tôi, hồi khuya hôm qua 10 giờ, bởi vì 9 ngày nữa tôi sẽ tổ chức bồi linh cho các mục sư lãnh đạo giống như kỳ vừa rồi nhưng mà ít rồi thôi, thì tôi có nói với lại anh em trong ban nhạc, anh sẽ mua cái trống. Thật sự tôi ao ước cái trống lắm rồi, tôi thích học trống, trống lắm. Tôi chưa biết đánh, đánh trống ca giòn tôi biết đánh. Và rồi gì, tôi quyết định mua. 10 giờ đêm qua giao hàng tới nhà. Mà bởi vì gì? Đó là Chúa ơi, con học trống này xong rồi con sẽ thanh lý rẻ cho hội thánh nào cần, rồi từ từ con sẽ nâng cấp lên. Có nghĩa là gì? Mọi việc chúng ta làm mình phải có một cái chiến lược và mình phải quản trị. Đối với tôi, để mua một cái món đồ nào đó tôi cân nhắc dữ lắm. Nhưng mà nếu như có một người hầu vị Chúa nào đó mà tôi gặp và tôi biết được người đó yêu mến Chúa và sẵn sàng đang đi truyền giáo và đang cần tài chính, tôi sẵn sàng rút tiền ra chúc phước, không phải lăn tăn suy nghĩ. Bởi vì sao? Chúng ta đang đầu tư và mình đang quản trị. Quản trị, tiền này không phải của mình. Ủa gì kỳ mục sư? Tiền không phải của quý vị đâu nha. Đúng không? Móc tờ tiền ra coi, kiểm tra đúng không? Nói thiệt luôn. Đâu rồi? Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Có nghĩa là gì? Chúa cho mình có khả năng và mình quản lý tiền. Nếu như với 5 triệu, 3 triệu, 10 triệu, 20 triệu mà mình không quản lý được thì Chúa không bao giờ cho mình quản trị cái lớn hơn. Kinh Thánh nói rồi, trung tín việc nhỏ Chúa sẽ cho việc lớn, quản lý việc lớn. Amen. Điều thứ hai, hồi nãy là mình phải học cách quản trị rồi. Bởi vì hiện tại với bao nhiêu nó quản lý không được thì lấy cái gì mà mình làm lợi nó ra. Điều thứ hai, phải nhân bội, phải sinh sản. Đi sao kỳ vậy? Đó là mạng lệnh của Chúa mà. Mở ra. Ok, Sáng Thế Ký đoạn 1 quay lại cái phần hồi nãy. Sáng Thế Ký đoạn 1 của 26. Tôi muốn quý vị phải để gì? Để chính lời Chúa nhắc nhở tâm trí mình. Ơi, mục sư ơi, em không có khả năng này, em không có khả năng kia, em không có tiền. Ủa, hiện tại em có 500 ngàn không? Hiện tại em có 1 triệu không? Lấy cái tiền đó đem đầu tư để làm lợi nó ra. Câu số 27, câu số 28. Hãy sanh sản thì thêm nhiều lên. Sanh sản có nhiều ý nghĩa. Chúng ta biết rằng nhân bội, và theo tiếng Anh á, tiếng Việt mình nhân bội nhìn thấy bình thường, tiếng Anh nó gọi là multiplication. Hay là gì? Nếu mà gọi theo đúng cái chữ của người Việt Nam mình hay ghét ngày hôm nay đó gì? Đa cấp. Cái bản chất đa cấp nó không sai, nhưng mà về Việt Nam này nó biến chất thành lừa đảo. Ok. Cái chữ đa cấp nó không sai. Tại sao? Ví dụ mục sư Bửu đang là tổng quản nhiệm, dưới mục sư Bửu có 10 mục sư, rồi 10 mục sư đó có thêm hai, mỗi người 10 mục sư này có thêm 2 người phụ tá, đó là đa cấp đó, đúng không? Cô có bao nhiêu đứa con? Mà hỏi thiệt mà sao cô cười? Cô có bao nhiêu đứa con? 8 đứa. Cô có bao nhiêu đứa cháu ngoại? 9 đứa cháu ngoại. 8 là 17. Bao nhiêu đứa cháu nội? Không nhớ nữa hay sao? Nhiều quá. Đó, nhân bội là vậy đó. Đột nhiên hỏi sao con cháu mình còn không nhớ nữa. Nó vui thôi. Có nghĩa là gì? Đó là
cô mất cái ba thế hệ nha. Tuần vừa rồi bà nội của cái người trưởng nhóm họ thánh của đó mời tôi là mục sư vào, gọi là bà cố á. Anh em biết từ một bà còn anh em chú bác ơi thì kia nữa, một mình bà thôi. Anh em biết bao nhiêu con cháu không, dâu rẻ không, sơ sơ thôi 84 người. Một người một mình bà nhưng bội. Ok, vì vậy với những trưởng nhóm, những mục sư ở đây họ thánh chưa tăng trưởng về nhà xin nhiều nhiều ra xíu là đến nhận tân bội à. Ok, quay lại. Khi Đức Chúa Trời hay là Elohim Ngài dựng nên mọi thứ, chúng ta có nhớ cái câu chuyện ông nào làm lợi đó ra không? Ông nào đầu tiên trong thánh làm lợi ra cho Chúa? Ủa câu chuyện này con nít cũng biết mà ta. Ai không? Ông nào đầu tiên trong thánh làm lợi ra cho Chúa theo mạng lệnh của Chúa? Ông nào? Chịu chứ mà xa vậy. Jonah là giữa kinh thánh rồi. Noe. À, từng cặp một trong mái đực cái. Đồng ý không? Đồng ý không? Đó, mình phải như vậy. Quay lại, chúng ta mạng lệnh của Chúa là gì? Phải nhân bội. Bởi vì sao? Cái chữ kết quả. Và nếu như ai là nhân sự có mặt trong cái kỳ họp Bồi Linh vừa rồi tôi tổ chức á, thì tôi có đưa ra giới thiệu một cái quyển loạt tài liệu kết quả và nhân bội, Be Fruitful and Multiply. Họ lấy từ chính cái câu anh thánh này. Kết quả và nhân bội có nghĩa là gì? Từ mỗi một cơ đốc nhân, chú đã tin Chúa 10 năm, chị tin Chúa 5 năm, chị có sinh ra thêm những linh hồn mới trong thuộc linh chưa? Mình có phải là người son sẻ không? Mình có phải vô sinh trong thuộc linh không? Mình phải nhân bội. Nó một xưa sao đi làm chứng thấy khó quá. Quý vị biết ai lớn tuổi mà đẻ được không? Bà nào? Bà đó dễ nhớ. Trong Kinh Thánh phần Tân Ước bà nào? Đó, Tân Ước có, Cựu Ước có. Bây giờ thời tân thời chắc là mình đó. Tin Chúa 10 năm chưa đẻ. Mình phải mình phải kết quả. Bây giờ tôi hỏi đơn giản nè, có ai thấy một cái cây khi mình ăn một trái xoài, cái trái xoài này, cái trái xoài ngon quá đi, mình phải gì? Trồng nó. Và sau 3 năm 4 năm cho nó phân bón, cho nó nước, cho có nắng, có sương thì nó ra trái. Và năm đó mình hí hửng, ê mày, năm nay xoài là tao ra trái nha, ta chuẩn bị cho mày nha. Cuối cùng năm đó ra đúng một trái. Có không? Đối với tôi nghĩ không có cây xoài nào một trái đó, ít nhất phải vài trái trở lên. Từ từ, từ từ, bình tĩnh. Cây xoài nó ra rất nhiều bông mà nó đậu phải là 5-7 trái, nhưng mà cái trái to là một trái, đồng ý. Nhưng mà nó đậu tới 4-5 trái là ăn, đồng ý không? Khi mà nó đậu rồi gì, nó rụng, đúng không? Đồng ý không? Đó là năm đầu tiên. Rồi năm thứ hai, rồi năm thứ ba. Và một cây xoài tôi nghĩ nếu mà không chặt nó chắc là nó sống dai lắm. Mình tin Chúa bao nhiêu năm rồi? Quay lại, khi mà một cây xoài, có một câu ngạn ngữ của người nước ngoài như vậy: bạn có thể đếm được số lượng trái xoài trong một năm trên một cái cây xoài, nhưng bạn không thể nào đếm được số lượng
kết quả của bao nhiêu cái hột xoài từ cái trái xoài đó. Hội thánh của Chúa hiện tại vẫn chưa đầy, ghế vẫn còn trống. Hội thánh của Chúa sẽ phấn hưng cho đến khi mà ngồi lấp đầy phòng nhóm này, nhóm lễ 1, lễ 2, lễ 3, lễ 4. 4 người amen. Amen không? Chúng ta phải nhìn xa hơn. Chúa muốn mình nhân bội bằng cách gì? Đi truyền giáo, làm lợi ra những talent mà Chúa cho mình. Cỡ như cô nói: mục sư ơi, tôi lớn tuổi, cô 80 chưa? Chưa 80 là còn trẻ. Caleb nói gì? Tôi 80 tuổi, cho tôi cái núi đó, tôi sẽ chiếm nó. Nói theo kiểu ông mục sư Phạm Đình Tuấn là mục sư đã về với Chúa ở tại Nam Định, chắc gì rồi 10, biết mục sư đó. Thì ông mục sư nói gì? Đừng có gọi là người già. Tại sao? Người già chỉ là thanh niên nhiều tuổi. Đúng cô? Thanh niên nhiều tuổi là già thôi. Nhưng mà chưa 80 chưa là già. Bởi vì ông Caleb, Kinh Thánh nói gì? Ông nói ông Giô-sê là hãy cho tôi cái ngọn núi đó, tôi sẽ chiếm nó làm cơ sở hay là tài sản của tôi. Quay lại, Chúa cho chúng ta mọi thứ. Chúa cho mình chiếc xe hiện tại. Ôi mục sư ơi, chiếc xe này nó hư hoài mục sư ơi. Chị có bảo trì nó thường xuyên không? Có thay nhớt nó thường xuyên không? Có sửa nó không? Đi trời mưa về văng sình, có xịt nước mưa, nó bị văng nước mưa là kia, về nhà có xịt nước để rửa nó không? Nếu mà chưa hả? Chưa quản lý tốt. Ok. Đi thờ phượng Chúa, mình cứ lấy đại tờ tiền nào đó mình bỏ vô bì thư. Đi đám cưới mình có làm vậy không? Hay là mình ra ngân hàng mình kiếm mấy tờ tiền mới, chuẩn bị cả đâu vài tuần nữa tới ngày ăn Tết, mừng tuổi. Đi chạy ra ngân hàng: em có tờ 50 không? Đổi chị một sắp. Đến chi vậy? Mừng tuổi cho con cháu. Mừng tuổi con cháu còn lựa tờ mới, mừng tuổi Chúa hay là ra mắt Chúa. Lấy đại tờ tiền rồi đó. Cái câu chuyện quảng cáo này tôi luôn luôn kể, nói về dân hiến. Ở tại Philippines thì họ quảng cáo, và trong đoạn quảng cáo này thì có một thanh niên đang bẻ cái bánh. Và đột nhiên có một bà cụ đến xin từ người thanh niên: con ơi, bà đói bụng quá, cho bà miếng bánh. À tốt, ok. Bà nửa cái, con nửa cái. Ăn cái, con ước điều gì? Thanh niên nói: dạ con ước ao có một chiếc xe hơi. Nhắm mắt đi con, nhắm mắt lại. Đúng, nửa chiếc xe hơi. Chắc hiểu rồi, hiểu rồi. Tại sao nửa chiếc? Tại cho nửa cái bánh. Gieo hột xoài thì gặt cây xoài, gieo hột táo thì sẽ có cây táo, gieo cái tờ tiền cũ á thì sẽ gặt tiền cũ. Khi Chúa dựng nên quả địa cầu này hoàn toàn nguyên vẹn, hoàn toàn không bị phá hủy, nhưng mà bởi vì con người mình sử dụng nó sai mục đích so với lại người chủ. Ok. Chúa biểu mình quản lý nó thôi, chứ Chúa không có kêu mình phá hoại nó. Chúa không kêu mình đừng có làm hư nó. Chúa nói rồi, đừng có, hãy quản trị nó, hãy dùng sự khôn ngoan của con để mà quản trị nó. Vì vậy đó là điều mà ông Salomon đã cầu nguyện: Chúa ơi, xin Chúa cho con sự khôn ngoan để quản lý nó. Hôm nay mình quản lý sức khỏe mình tốt chưa? Mình làm sao nhân bội đây? Chúa ơi, con muốn hiện tại, có thể lắm Ngài chưa kêu gọi con 100% hầu về Chúa.
Ngài cũng không kêu gọi con 50% hầu việc Chúa. Vậy thì con sẽ hết mình, nhiệt tình đi kiếm tiền. Để làm gì? Con dâng hiến. Con sẽ dâng vào quỹ nhà của Chúa. Con sẽ dâng vào truyền giáo. Con sẽ giúp đỡ cho mỗi tháng cho các anh em thanh niên đi thiện nguyện, giúp đỡ cho những đứa trẻ cơ nhỡ. Đó là nhân bội ra đó. Những cái ta lân mà Chúa cho chúng ta. Ở nước ngoài thì sao? Họ nói mục sư ơi, tôi sẽ dâng 3 ngày lương, tôi sẽ dâng 4 ngày lương của tôi, và tổng số tiền tôi kiếm trong ngày đó tôi sẽ cho truyền giáo, tôi sẽ giúp đỡ người nghèo. Quý vị làm được không? Nói amen luôn. Tự mình biết với Chúa. Chúa cho mình cái khả năng kiếm ra tiền. Và cái câu nói của người giàu nó thật. Thật sự thì có nhiều người giàu họ nói vậy. Tôi giống ông Bồ Đức á, ông nói gì? Đừng có dạy người giàu. Hay là ông Bồ Đức ông nói câu gì? Đừng có dạy tôi cách làm bóng đá. Tại vì ổng là người cải cách bóng đá. Ổng là người làm theo đường hướng có bài bản chuyên nghiệp. Và với người nước ngoài, họ đi kiếm tiền không phải là vì họ muốn giàu hơn. Họ làm vì đam mê. Và bao nhiêu là đủ giàu? Thêm một đồng nữa. Đối với người giàu là thêm một đồng nữa. Vậy thôi. Đối với chúng ta, mình có làm lợi ra chưa? Chúa đã cho mình tất cả mọi thứ rồi. Trong danh Chúa Giêsu, ngày hôm nay xin Chúa Ngài gìn giữ con. Khi con đi đường, xin Chúa Ngài ban phước trên công việc bàn tay của con làm. Xin Chúa Ngài ban phước trên vợ con gìn giữ, bảo vệ. Như tôi nói, vợ tôi làm may áo cho thiếu nhi, mấy đứa bé đó. Quý vị biết một cái cây kim, cái cây kim để mà khâu á, để làm trong máy á, biết bao nhiêu tiền không? Một cây kim đó, cái tiền mua không á là có 50.000 à. Mà cái tiền ship về Việt Nam này á, nó mắc gấp rưỡi là cái tiền cái kim. Tại sao? Ở Việt Nam không sản xuất cái cây kim đó, phải mua nước ngoài về, phải nhập khẩu về. Và cái tiền phí vận chuyển, thuế má này kia nữa. Đó là do là sao tôi hay dạy con tôi. Con muốn có đồ chơi không? Mới dạy có. Con cầu nguyện chúc phước cho mẹ, xin Chúa cho những cái cây kim đó không có gãy. Tại sao? Cái gãy tốn tiền mua kim chứ làm gì. Chúng ta có chúc phước trên cái máy sinh tố mình sử dụng không? Mình có chúc phước trên thùng gạo nhà mình không? Mình có chúc phước trên tất cả những thiết bị điện tử nhà mình không? Chúa ơi, xin Chúa Ngài cho con sự khôn ngoan để con quản lý nó không bị hư hỏng. Tại sao mỗi lần hư là phải móc tiền, là đi Maroc là móc ra để mà mua đồ về thế chỗ cho cái sản phẩm bị hư? Mình có quản lý tốt tài chính chưa? Khi đi ra khỏi nhà có rút dây điện ra khỏi ổ điện chưa? Quý vị làm thử đi, tôi làm rồi, tôi làm hoài à, và nó thành cái tính quen rồi. Cuối cùng tiền điện nhà tôi tháng vừa rồi gần 800.000, ít hơn rất nhiều so với thời trước. Để được câu chuyện có thật nhé. Ở tại Philippines, nhà thờ nơi tôi sinh hoạt bên đó, tôi có đàn bass, tôi cho họ mượn. Mà lúc đó chưa cho mượn, bởi vì họ có đầy đủ, họ không cần. Và tối thứ bảy, ban thiếu nhi sinh hoạt, dán keo, dán hình này kia xong hết, giáo viên đi về nhà, bảo vệ đóng cửa lại. Và đêm đó hội thánh hát cái bài Lửa. Tại sao? Nhà thờ nó cháy. Cháy thiệt luôn. Lên mạng dò nhà thờ One Body of Christ ở tại Cuba, Manila. Cháy không còn thứ gì, chỉ còn đúng hai thứ. Một, cái bục giảng bằng thủy tinh. Và cái thứ hai là cái gì biết không? Cái giỏ tiền dân bằng tre, còn lại cháy trụi. Bởi vì gì? Không rút cái dây điện của cái quạt ra, nó chập mạch, nó cháy, cháy từ dưới hầm, nó cháy lên lầu 1, lên lầu 2, lên luôn. Mình có quản lý tiền tốt chưa? Mình làm sao mình nhân bội đây? Nếu như mình xài hoang phí thì làm sao mà tiết kiệm? Mà không tiết kiệm thì lấy gì có vốn để làm giàu? Quay lại, Chúa cho mình sức khỏe, Chúa cho mình 24 giờ. Nhìn lại đi,
năm 2020 mình đi vô bệnh viện bao nhiêu ngày, mình đi vay ngân hàng bao nhiêu lần, mình trả tiền lãi bao nhiêu tiền rồi. Và cái mấu chốt mình đã quản lý tốt thời gian. Đáng lẽ mình phải làm 7 giờ tối, 8 giờ tối, mới có 3 giờ chiều người Việt Nam mình nghèo là đúng. 3 giờ chiều là đem mồi ra nhậu, đúng không? Còn hội thánh mình kêu là cầu nguyện hàng tuần, mà mình thật sự cầu nguyện mấy tiếng, rồi cầu nguyện xong mình đi truyền giáo mấy tiếng. Nếu như mình không tận dụng tối đa thời gian để mà cầu nguyện, đối với tôi cầu nguyện hết giờ. Cầu nguyện là sao? Hết tất cả các mục, các điều liệt kê ra cầu nguyện. Cầu nguyện xong nghỉ, mặc dù mới có 9 giờ tối, mới 9 giờ sáng, nghỉ đi truyền giáo. Đừng có làm đúng quy trình. Ồ, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cầu nguyện nha. Vô cầu nguyện cái hát thờ phượng Chúa, cái đứng lên giảng, giảng xong giờ là 12 giờ, nghỉ giải lao một tiếng, cái 1 giờ vô quay qua quay lại cái làm chứng cái kia, cái 3 giờ thôi đi về. Nếu như chúng ta thực sự yêu Chúa, Chúa ơi, con dành ra một mỗi buổi sáng 30 phút, con sẽ cầu nguyện cho cô này, con sẽ cầu nguyện cho chú kia, con sẽ cầu nguyện cho ban ngành của thiếu nhi, con sẽ cầu nguyện cho ban ngành của thanh niên, đặc biệt là ban truyền giáo. Tôi đảm bảo quý vị, khi mỗi một người trong chúng ta mình làm lợi ra, một người thì đuổi bao nhiêu? 1.000. Hai người thì đuổi bao nhiêu? Nếu như mỗi một chúng ta kết ước cầu nguyện, mỗi một chúng ta có những người sẽ kết ước là: Chúa ơi, con sẽ dành ra một buổi đi truyền giáo. Chúa ơi, con sẽ dâng hiến cho Ngài một ngày lương trong một tháng. Chúa ơi, con sẽ tận dụng thời gian, thay vì con đi ngủ, con sẽ đi vào bệnh viện, con làm chứng về Ngài. Thì tôi đảm bảo cái cuộc đời mình và hội thánh của mình sẽ được thay đổi. Amen. Nên nhớ, trách nhiệm của những người mục sư không phải chỉ là việc đứng giảng dạy lời Chúa, nhưng mà gì? Trang bị lời Chúa để chúng ta cùng đi làm công việc Chúa, đúng không? Có 5 chức vụ. 5 chức vụ này đi, trang bị cho các thánh đồ. Vậy thì mỗi chúng ta, chúng ta có phải là một trong thân thể Đấng Christ không? Không ai là dư thừa. Không phải ngẫu nhiên mà Chúa cho quý vị là tín đồ nơi quý vị đang sinh hoạt. Quý vị có cái ta lân, quý vị có những cái điều mà Chúa Ngài biết, điều đó nó sẽ lắp vào đúng vị trí ngay hội thánh nơi mình đang sinh hoạt. Vậy hãy đứng đúng vị trí mà Chúa đặt quý vị để làm lợi ra cho công việc Chúa. Và điều cuối cùng, điều đầu tiên là gì? Chúa cho mình để quyền để quản trị. Điều thứ hai, mạng lệnh là nhân bội. Và điều thứ ba, không có điều này mình nỗ lực làm cũng không được. Đó là gì? Mọi người nói với tôi: Barak. 2, 3. Barak. Barak là gì? Ban phước. Nãy mới nói tiếng Hebrew đó, Barak. Sao kìa? Ok. Sau khi Chúa dựng nên tất cả mọi thứ, và để ý, Chúa dựng con người nên trong ngày thứ mấy? Ngày thứ mấy? Vậy thì mấy ngày kia Chúa làm gì? Chúa dựng nên gì? Cây cối, thú, đủ mọi thứ. Chúa Ngài đã dựng nên mọi thứ, chuẩn bị để chào đón ai? Adam và Eva. Đồng ý không? Ngài biết mỗi nhu cầu chúng ta. Và rồi sau khi Ngài đã chuyển giao, Ngài giao trách nhiệm, Ngài giao uy quyền, và Ngài Barak, và Ngài ban phước. Chúng ta khi đọc Kinh Thánh, đặc biệt sách Gióp, mình thích lắm. Mỗi buổi sáng thức dậy, Gióp ban phước trên con mình. Nhưng mà tôi khuyên quý vị một điều: đừng làm điều này để rồi mình bị hoạn nạn.
Ông gì? Ông Gióp ông gì? Thứ nhất là ông dân của lễ dùm cho con ông. Và cái thứ hai, tại sao ông bị hoạn nạn vậy mục sư? À, chắc vì Chúa thử thách ông. Không có. Những tai họa xảy ra đối với ông là bởi vì ông sợ. Ở đâu nói? Gióp đoạn 3. Về nhà đọc kỹ. Ok. Thế thì chúng ta mỗi chủ nhật hay là mỗi tháng mình nộp tiền bảo kê. Chúa ơi, tiền của con đây, 1/10 đây. Và rồi các của dân của con đây. Con làm trọn mọi thứ rồi. Nếu như mình mở cửa hàng và bị xã hội đen tới bắt đóng tiền bảo kê, mình đóng tiền bảo kê mình bị nó quậy không? Nhìn lại xem đi, 2020 mình có bị tai họa không? Mình có bị hoạn nạn không? Có không? Tại sao? Tại Chúa thử thách tôi, mục sư. Chúa nào thử thách? Tại mình không làm đúng trách nhiệm của mình. Hồi nãy tôi nói rồi, khi mình không làm đúng trách nhiệm của mình thì gì? Ma quỷ nó xen cơ hội vô nè, nó bực mình. Khi mà chúng ta mình làm trọn trách nhiệm của mình với Chúa, bà nói gì? Chúa ơi, xin Chúa Ngài ban phước cho việc bàn tay con làm. Ngài muốn con làm gì, xin Ngài chỉ dẫn cho con. Mình đi theo Chúa, chứ đừng có bắt Chúa đi theo mình. Chúa mà đi theo mình á, mình ban phước cho Chúa. Đồng ý không? Xin lời Ngài là đèn soi cho chân con mỗi bước, chiếu vào lối đi cho con. Lời Chúa, mình đọc lời Chúa mỗi ngày mà Chúa ơi, xin Chúa Ngài Barak con, xin Chúa Ngài ban phước cho con, vật nuôi cây trồng của con. Ở đây thì mình ít. Ở đây mình cầu nguyện gì? Chúa ơi, xin Chúa Ngài ban phước trên người quản lý của con. Xin Chúa Ngài ban phước trên công ty của con. Xin Chúa Ngài ban phước trên cô giáo của con, cho bạn bè của con. Tôi cầu nguyện chúc phước cho con gái tôi, trong danh Chúa Giêsu con chúc phước trên sự bảo vệ. Ngài cho con học được nhiều tiếng Anh. Ngài gìn giữ con khi đi chơi trên trường. Ban phước cho các cô. Mình ban phước, xin Chúa Ngài ban phước. Mình công bố bởi miệng mình. Sống chết quyền của lưỡi mà. Và Chúa Ngài đã ban phước. Và Ngài, chúng ta là một tạo vật tuyệt vời nhất mà Chúa đã dựng nên. Quay lại, nhân bội là mạng lệnh của Chúa. Vậy thì chúng ta đã tin Chúa bao nhiêu năm? Chúng ta đã theo Chúa bao nhiêu năm? Thứ nhất, mình có quản lý tốt với những gì Chúa cho chưa? Và nếu như mình chưa quản lý tốt những gì Chúa cho thì mình đụng đến điều thứ hai, mình chưa thể nhân bội nó được. Có một câu nói vui vui trong cái môn mà tôi dạy, mà tôi hay nói đó là: nếu mà nợ chưa trả hết thì không còn tâm trí để mà làm giàu. Nợ mà chưa xử lý xong thì không thể làm giàu. Với những gì mà Chúa cho chúng ta hiện tại mình chưa quản lý được thì mình không thể nào mà rảnh tâm trí để mà mình làm lợi nó ra. Amen không? Amen. Mình đang ở trong những ngày đầu năm 2021. Chúng ta có muốn năm nay mình được biến đổi không? Mình có muốn là mình khỏe hơn, gia đình mình sung túc hơn, mình sẽ trả dứt nợ, mình sẽ không còn bị những khoản nợ lặt vặt này kia nữa. Thùng gạo, thùng rượu, thùng chỗ dồi bột của mình phải được phước. Mỗi ngày công bố, và đặc biệt công bố trên Israel. Đây là chìa khóa để mình mở các cửa đập để mình được phước. Kẻ nào chúc phước người sẽ được chúc phước. Mỗi ngày công bố sự bình an, sự thịnh vượng, sự giàu có, sự bảo vệ của Chúa đến trên Israel. Mỗi ngày
hãy học từ ông Daniel mở cửa hướng về Jerusalem, là hướng về hướng Tây. Mình ở hướng Tây, mình đang là hướng Đông, Israel là sau Việt Nam. Đây, ví dụ quả địa cầu mà, đúng không? Đúng không? Mình ở Việt Nam mà mặt trời nó chiếu tới Việt Nam, rồi từ mới tới Israel ở đây, đúng không? Mỗi ngày mình hướng về hướng Tây. Và nếu được, tôi khích lệ quý vị, Google, Internet ai cũng có, in lá cờ của Israel. Và gì? Chúc phước trên lá cờ. Trong danh Chúa Jesus, con chúc phước trên đất nước Israel. Xin Chúa Ngài bảo vệ, Ngài gìn giữ, Ngài cung ứng và ban sự bình an trên Israel. Những gì chúng ta công bố mỗi ngày thì đó sẽ là điều chúng ta sẽ gặt mỗi ngày. Đó lời Chúa nói rồi. Trách nhiệm của tôi, của một sư Bửu và những mục sư khác nhau, chúng tôi giảng dạy lời Chúa để gì? Quý vị thịnh vượng, quý vị khỏe mạnh, giàu có và càng làm lợi ra. Có ai con cái nghèo khổ làm cha mẹ hãnh diện không? Chúa có hãnh diện với mình không? Hiện tại nếu không có hả, 30 chưa phải là Tết, vẫn còn thay đổi được. Đây, hôm nay ngày 10 tháng 1, chúng ta phải thay đổi tâm trí mình. Chúa ơi, những ngày tháng vừa qua con đã quản lý không tốt, con đã sử dụng tiền không đúng mục đích. Con về sẽ thay đổi cách con sử dụng tiền, cách con sử dụng thời gian, cái cách con đang sử dụng những gì mà Ngài cho con. Để làm gì? Để rồi con sẽ tiết kiệm, và rồi con sẽ làm giàu. Để làm gì? Qua đời sống con sẽ là nguồn phước cho người khác nữa. Chúng ta cùng nhau đứng dậy. Và tôi muốn mình sẽ cầu nguyện với Chúa rằng, Chúa ơi, xin Chúa Ngài tha thứ cho chúng con. Những ngày tháng vừa qua con đã quản lý không tốt, nhưng mà năm nay 2021 con sẽ thay đổi. Để rồi Chúa ơi, con sẽ làm trọn cái mạng lệnh mà Ngài đã giao chúng con, đó là nhân bội ra. Chứ con sẽ làm lợi ra những cái điều mà Ngài cho chúng con hiện tại đây, Chúa ơi. Xin Chúa Ngài cho con sự khôn ngoan, Ngài cho con biết quản lý thời giờ, Ngài cho con quản lý tốt những gì mà Ngài đang cho chúng con. Để rồi qua đời sống chúng con, những người xung quanh chúng con, họ sẽ nhìn thấy rằng chính lời Ngài đã thay đổi đời sống chúng con. Chính Thánh Linh Ngài hướng dẫn chúng con, để rồi cuộc đời chúng con được thay đổi. Và chúng con sẽ bày tỏ sự vinh hiển Ngài qua đời sống chúng con, qua lời ăn tiếng nói, qua hạnh phúc gia đình của chúng con, qua con cái chúng con, qua cháu nội, cháu ngoại, dâu rể, những thông gia của chúng con, họ cũng biết được chúng con đang thờ phượng một Đức Chúa Trời hằng sống. Và nguyện Chúa Ngài sử dụng đời sống của con, và nguyện Chúa Ngài được vinh hiển qua mỗi đời sống chúng con.